ta đang có mặt tại dự án Somhow Địa Trung Hải và mình đang đi cái cung đường Positano. Ở đây thì Positano là một cái cung đường thuộc giai đoạn 1 Somhow Địa Trung Hải với những căn Somhow rất là đa màu sắc. Và cái khoảng thời gian mình đang đi là khoảng 5 rưỡi chiều rồi, lúc mà hoàng hôn đã buông xuống. Và ở đây thì hiện tại đang còn một số căn mà chủ đầu tư đang mở bán. Và mới đây nhất thì chủ đầu tư Sun Group đã công bố hàng loạt cái thông tin rất là đặc biệt về một trong những dự án được chờ đợi, đấy là Hillside Địa Trung Hải. Và khi chúng ta lên Hillside Địa Trung Hải thì chúng ta sẽ cảm nhận được rằng những căn shophouse tại mặt biển tại giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án Somhow Địa Trung Hải nó càng trở nên có giá trị. Khi mà một sản phẩm độc bản đang dần hết, và đây thì chúng ta có một căn Positano số 16. Positano số 16 này là một căn shophouse có chiều cao 4 tầng nổi. Và đây là cái hoàn thiện mặt ngoài của căn Positano số 16. Đây là diện tích sàn tầng 1 với cái mặt tiền 8 m. Và từ đây thì chúng ta ra cái khu vực Central Village, khu vực trung tâm của dự án rất là gần. Chúng ta đi chỉ mất đâu đó 1-2 phút. Và đây là cái hoàn thiện mặt ngoài ở tầng 1 của căn Post số 16. Và căn này có chiều cao là 4 tầng. Từ tầng 2 cho đến tầng 4 thì chủ đầu tư họ hoàn thiện màu xanh. Và đặc biệt căn này là một trong những cái căn có mái là mái bằng. Một trong những cái căn rất là đặc biệt tại dự án Shophouse Địa Trung Hải. Tại vì chủ yếu tại dự án Shophouse Địa Trung Hải chúng ta có những căn mái ngói. Và hoàn thiện từ tầng 2 đến tầng 4 là cái theme màu xanh lơ, xanh biển, rất là đẹp. Và đây là một căn áp góc. Hướng ở bên này chúng ta đi sẽ ra khu vực Central Village, khu vực trung tâm của dự án. Ở đó có bể bơi và có bãi tắm. Và ngay kế bên của căn Post số 16 này là căn Post 12 và sẽ có một cái lối đi bộ xuống biển ở ngay bên cạnh đây. Cung đường Positano là một cái cung đường nằm kẹp giữa của đường Amalfi và đường Venice. Đây là cái lối đi dạo từ trên cung đường Amalfi và cái trục mà khách hàng sẽ từ Hillside sẽ đi qua cái lối này để xuống biển. Và ở đây thì nó chính là cái tuyến phố đi bộ, thành ra là tất cả các cung đường của chủ đầu tư thiết kế sẽ có những cái lối đi xuống biển từ các block shophouse như vậy. Và Positano là một trong những cái căn shophouse mà chủ đầu tư mới mở bán trong bảng hàng. Và vị trí thì nó rất là gần khu vực Central Village nhưng mà sẽ không có view biển. Và đây là một trong những cái căn shophouse sở hữu cái giá bán rất là tốt để cho anh chị có thể đầu tư tại giai đoạn 1 shophouse Địa Trung Hải. Ưu điểm lớn nhất của căn shophouse này đấy là cái hoàn thiện mặt ngoài rất là đẹp. Và thứ hai là vị trí của nó rất là gần khu vực trung tâm Central Village. Và anh chị nào quan tâm đầu tư về căn Positano số 16 này thì vui lòng liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình để nhận được những cái thông tin tư vấn cũng như là các cái chính sách cập nhật từ chủ đầu tư Sun Group. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại anh chị ở trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.